Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Fitmin. Một dự án này khá là lớn và tiềm năng nha các bạn. Nó cũng tương tự như dự án Step nha các bạn. Đây là một cái danh sách qua list để mình tham gia, danh sách chờ để mình nhận tốt một NFT đôi giày này các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần list phần link mô tả dưới video mình info các bạn. Dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email mình vào nè. Rồi bấm vào Join Wallet này các bạn. Join Wallet. Rồi các bạn mở địa chỉ email các bạn cần phép mail các bạn. Nếu không có thì các bạn vào một thư gác tất cả thư nha các bạn. Rồi, Finmeet nó sẽ gửi vô cái email này các bạn. Các bạn bấm vào Verify Wallet Support nha các bạn. Rồi sau khi join vào wallet xong thì các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn nhấp vào register nè các bạn. Cái đây là link ghép của tất cả bạn, các bạn link ghép chia sẻ trong bè những người thân nha các bạn. Rồi sau đó các bạn join vào Discord. Rồi trên Discord thì bấm vào verify nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Sau khi bằng like nó hiện ra một cái một phần link như thế này thì fan mình tìm các bạn. Sau đây không có cộng đồng người Việt mình chat trên đây ta không cho mình chat hết ta. Rồi bấm vào join list on Discord thôi các bạn. Rồi video vậy thôi các bạn cứ bắt up lên nha các bạn. Bấm bấm vào continue luôn các bạn. Rồi tiếp tục follow từ Twitter nha các bạn. Rồi trên tờ Twitter của dán thì bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn chậm xíu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp đi các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi tiếp tục follow giờ đi tiếp nè. Ok. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn bấm vào ghi tiếp nha các bạn. Cho nó kêu mở tờ Twitter hoài ta. Rồi các bạn like nè các bạn. Tắt lại nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên. Các bạn muốn continue nha các bạn. Rồi tiếp tục follow Liquid nha các bạn. Tại mắc đăng nhập rồi ta. Rồi trên Liquid thì bấm follow nha các bạn. Rồi sau khi follow win xong thì các bạn bắt đầu là bấm continue. Các bạn nhấn like lên cái luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục visit Instagram nè. Rồi trên Instagram thì các bạn cũng tiếp tục theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đầu lên nè. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nha các bạn. Rồi trên kênh YouTube này bạn đăng ký nè. Sau đó bạn bắt đầu lên nè. Rồi sau đó bạn visit Facebook nè. Rồi trên Facebook nó thì bạn bấm thích nha các bạn. Rồi theo dõi luôn nha các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè các bạn. Bấm continue nha các bạn. Rồi ok các bạn duyệt lên ghép chia sẻ trong bè người thân. Các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Inter Confit nè. Rồi các bạn nhấp vào đây mình lên ghép chia sẻ em bè những thân kiếm những tôi cần nha các bạn. Rồi vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.